là la 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 la. Nó đâu? Đó. Đau lắm. Rồi cuối cùng thì làm được anh em ơi. Mình nãy giờ tìm nửa tiếng đồng hồ ông tức. Suy ngang hông luôn phải không? Lông cánh nó đâm chỗ vô ngực luôn. Bởi vì nè, lông cánh thấy chưa? Nào, lông cánh nào. Rồi, rút ra anh em. Nó xiên ngang luôn anh em. Nó chỗ kìa anh em. Rồi được một con cu. Má quẹt anh em. Má hết hồn bái. Rồi hello anh em. Chào toàn thể anh em đến với kênh Sầu Cà Vlog anh em. Ngày hôm nay mình, anh Minh với anh Dương. Anh Dương ở nghịch giá anh em. Rồi anh em mình, mấy anh em mình mới vô đây bắn cu chơi. Thì giấc chiều mà anh em. Nãy mà ở dưới Bãi Dương á, rồi mới tập. Mấy anh em mình tập xong rồi bắn tạch tạch vài viên, rồi anh Minh mới rủ là đi bắn cu chơi, rồi mới chạy vòng vòng trên đường Xí Ngá này anh em. Anh Minh, anh Dương. Hôm nay mình đi với cây quyền thoại này thôi. Bay hả? Ờ, xa mà. Nãy đây có mấy con cu ngói. Hôm qua mình có bắn đây nè, nó đăng cho anh em coi đó. Nãy vô đây thì đến đầu nguyên một dãy là bắn hụt rồi, 4-5 con chứ. Giờ là mấy anh em mình đi về dài hôm nay đặng kiếm cu nhí với châu chảo. Rồi đi thưa ba ơi, trời ơi nó đậu trên đọt kìa. Trên đọt đó. Ờ. Rồi, hiện tại mình đang xử con cu. Rồi hụt luôn, bay luôn. Kêu là nó qua à. Em phát hiện được con em dịch. Dịch này chắc bị bệnh rồi. Quần đen hồi tao nói mình lấy tao thuốc bắn nó chết. Hôm qua thấy mày dịch đi nè. Nó bị bệnh rồi anh em. Mình đây mình túc nãy ra. Cú nhóc này đúng không? Không thấy đâu, dễ gì thấy được. Thấy không? Trời ơi kìa. Lên điện chứ điện kìa. Cụ nè, cụ đã qua đảo lại. Đã qua đảo lại kiếm mình. Kìa. Ê nè anh Dương. Dương, ông phun. Đó nhánh ngang. Đó. Nè, nhìn camera nó gọi bay rồi. Tính chỉ anh trong camera luôn. Gọi bay lại kìa. À, nó bự chảng luôn đồng nội. Thì nó vòng vòng mấy nó đi đâu. Nó trong đọt hết mình ơi. Hiện tại giữa đồng mà trống rồi nha, đồng mới cắt lúa nên cu về rất là nhiều. Mình nãy giờ gình nó bay tới bay luôn, nãy giờ. Ôi, chim nhóc nhóc chứ. Ngồi luôn anh em ơi. Mình ngồi luôn rồi. Có được một em. Tiếp anh em ơi, dài đi. Nè, cái chảo qua nè. Anh em ơi, quá trời. Cái này có con cu nhí nè. Châu chảo. Rớt đầu rớt. Chúng lá dừa. Còn nè, có ai bắn không? Một em. Dớt em anh em ơi. Để dớt anh em mà chứ hồi nó trôi khỏi dớt luôn. Đây, chào chảo nè.
trả clip cho anh em nào kêu đi bắn dao chảo nha. Hôm nay có anh em nào còn nghe đó, cái này bắn dao chảo với tôi nhí luôn. Rồi. Được con. Tiếp tục. Sao vậy anh Dương, bắn đi Dương. Kìa nhóc Thiện Minh. Bắn được cứ bắn nha anh Dương. Một con em. Được con này. Tại anh Dương mới đi săn với mình với anh Minh nên anh nhường chim mà. Rồi nó né kìa anh em. Sẽ tàu anh em ơi. Con này mập đó nè. Hụt anh em ơi. 4-5 con gì rồi. Rồi xong hụt luôn. Rớt xong luôn rồi. Mình hạ 4-5 con rồi. Mấy con rồi. Bắn đi thấy cứ bèm đi. Thấy cứ bèm đi. Ừ. Đừng có nhường. Đâu mình định cho. Đây một em nè anh em. Đâu? Rồi. Rồi rồi, kiếm cây đi, kiếm cây. Được 3 em hả? Ở chỗ đó 2 em á. Rồi im rồi đó. Ê quá Kình Minh. Á sùng sợ luôn. Khai trương cái ai. Bây giờ nó dội sát đít em luôn. Ui, nữa kìa. Quá trời anh em ơi, bữa nay trả lý chào chảo cho anh em nào comment nha anh em. Không thiếu anh em đó. Trời ơi, nó mập kìa anh em ơi. Anh mình bắn, mình bắn. Khục lắm. Tại cây không mà anh em ơi. Ui, nó qua ghê trời này mình. Ừ, nó đi bắn đi, bắn. Cái này vô bánh chào chảo rồi. Hôm nay đang được 4 con chào chảo rồi, 5 con rồi. Hồi mấy anh em đi về dài vô chổng nữa. Về chổng nữa mới có chim nữa anh em. Giờ đang đợi đứt lên nữa. Biết đứt đầu rồi. Tiếp không? Tiếp không? Bây giờ tiếp đi nè, tiếp đi. Bây giờ là mấy con rồi nè. Mấy con à. Ở đây cũng được 4-5 con vậy. Trời ơi, chả biết con gì luôn, gớt không? Gớt không? Gớt. Mày đưa giỏng nữa hả? Mình này bắn ghê quá nè mày. Đừng con nữa nè mày. Mày chừng có ông nha. Mấy này ông bận không á. Giờ dòm kỹ nha. Mấy khu này ông bần không, nó quýnh le lưỡi luôn. Này được một con nữa anh em ơi. Mình bây giờ mình bắn chặt cột quá nguy hiểm. Ăn gạo. Cú điếu đầu vàng. Cú điếu đầu vàng. Rồi đi tiếp anh em ơi. Mình bắn con cú anh em ơi. Nó lội hoài sao mà bắn. Rồi xong luôn. Thấy anh rồi đó anh Minh ơi. Thấy anh Minh rồi. Còn ép anh em ơi. Rồi. Bay rồi. Ơi, nó đáp trên cây kia kìa. Qua luôn rồi. Không chịu qua nha anh em. Mình mới hạ một con rồi. Mới hạ một con đó rồi, còn một con nó bay. Không có đường nào qua lượm được. Nào bên đó không à. Em mới bắn con lép bay tiêu rồi.
dài trước không biết có cầu nhá không á. Ừ. Có đường đan rồi anh á. Có đường đan. Đường đan đằng kia nhưng mà khúc này không có đan. Ừ. Bắn lại đi. Bắn lại đi. Chứa không? Rồi. Đó. Đó. 50 mét. Má à, ghê trời, nghe nó bụp luôn. Thôi đi tiếp đi ông nội không? Bắn đi anh, bắn đi. Thấy cứ bắn đi, đừng nhường em. Trời trời trời. Trời trời, trời nấu kìa. Anh Dương bắn mà nổ nghe kìa kinh nè. Tại vì anh Dương bắn full. Anh Dương với anh Đức là bắn full đây nè. Còn Soka với anh Minh thì bắn tới má. Rớt chưa? Nổ gì chưa rớt luôn hả? Tiếp tiếp. Té ăn con. Rớt rớt con nè. Một em. Quà nữa anh em ơi. Này chìm nhiều lắm. Bắn nó khỏi lụm luôn anh em ơi. Anh này nhìn chút sao đảo kìa. Rớt. Khỏi lụm luôn. À bắn toàn nhổ hiểm không. Dãy kìa nè. Vô chỗ này là nguy hiểm. Này nè mày, tới sạc mệt. Đây quá. Coi nghe nè. Kìa kìa, bị thương rồi anh em ơi. Trúng đích nè mà nó không rớt kìa. Trúng đích nè mà nó không rớt kìa anh em. Thôi, ngồi. Tẻ. Trúng đích nè, không chịu rớt. Má trời chảo luôn. Rồi nhanh, nhóc chảo đây nè. Anh đi bắn mà anh kêu đi quá. Còn chảo này nhóc chân. Còn đây nè mày. Ông đi bắn mà mấy ông kêu quá. Quá đi. Hai con. Mấy sớt cánh.